Cadillac Escalade ESV Premium phiên bản 2015 là một sản phẩm chiến lược trên con đường trở lại phân khúc hạng sang của thương hiệu Cadillac. Tại Việt Nam, Escalade EVS Premium phiên bản 2015 là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc khá được ưa chuộng bởi sự rộng rãi, tiện nghi và là dòng xe đa dụng phù hợp cho cả công việc và gia đình. Escalade phiên bản 2015 có kích thước dài 5697mm, rộng 2045mm và cao 1880mm, khoảng sáng gầm xe lên đến 215mm, trục cơ sở dài 2946mm và có trọng lượng không tải là 2740kg. Ở phía trước, xe sở hữu thiết kế với lưới tản nhiệt chrome Galvano, hệ thống đèn pha tự động bi xenon full LED hiện đại, đèn gầm LED cũng được trang bị trên phiên bản này. Bên cạnh đó, Escalade cũng được trang bị đầy đủ cảm biến trước, sau, camera lùi, kính chỉnh điện, cụm điện, chống chói. Về cơ bản, phần thân của Escalade Premium 2015 không có nhiều thay đổi so với các mẫu xe đời trước. Ngoài đường viền mạ chrome ở thân, xe cũng được trang bị bộ la răng hợp kim đa chấu 22 inch và bệ bước tự động. Phần đuôi xe vẫn là những thiết kế đặc trưng của Cadillac, với đèn hậu và xi nhan LED được thiết kế dài dọc với chiều cao của xe và tách biệt với cửa hậu. Bên cạnh đó, Cadillac Escalade 2015 cũng được trang bị mở cốp sau bằng cảm biến, cửa sổ trời rộng. Nội thất trong xe được trang bị bảng điều khiển trung tâm với màn hình cảm ứng lớn, ổ đĩa DVD trước, bảng đồng hồ điện tử nhiều màu sắc. Nội thất trong xe vô cùng ấn tượng với những chi tiết được hoàn thiện bằng phương pháp thủ công từ vật liệu gỗ và da cao cấp. Ngoài ra, vô lăng của Cadillac cũng được bọc da, ốp gỗ và tích hợp nhiều phím chức năng. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, tích hợp hệ thống điều khiển giọng nói. Thêm vào đó, xe cũng được trang bị ghế da có sưởi và làm mát, ghế người lái chỉnh điện, nhớ hai vị trí ghế lái, ghế hành khách chỉnh điện, xếp điện. Tất cả các hàng ghế đều được bọc da, điều hòa 3 vùng tự động, 2 dàn lạnh trước và sau. Hệ thống tiện ích trên chiếc Cadillac Escalade ESP Premium 2015 còn bao gồm chức năng dẫn đường, hiển thị bản đồ định vị, khóa cửa thông minh, khởi động bằng nút bấm Start, đề nổ từ xa, chốt cửa tự động, gạt mưa tự động, sấy gương và sấy kính, gương chiếu hậu chống chói. Cadillac Escalade 2015 còn được trang bị hệ thống loa Bose, kết nối điện thoại Bluetooth, tai nghe không dây, hệ thống AUX, màn hình trước DVD Navigation, màn hình DVD ốp trần cho hàng ghế phía sau. Hàng ghế cuối của Cadillac Escalade 2015 có thể gập xuống để tăng không gian cho khoang hành lý với chỉ một nút bấm ở sau. Cadillac Escalade ESV Premium phiên bản 2015 sở hữu các công nghệ an toàn hiện đại như hệ thống túi khí bao gồm 10 túi khí xung quanh xe, hạn chế rủi ro khi va chạm, hệ thống chống bó cứng ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BAS, hệ thống chống trơn trượt, cân bằng điện tử ESP, ga tự động, hiển thị tốc độ trên kính lái, phanh khoảng cách, cảnh báo áp suất lốp, điều chỉnh chân ga phù hợp cho từng người. Xe được trang bị động cơ EcoTec 3 V8, dung tích 6.2 lít, sản sinh công suất tối đa 420 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 623 Nm, tại tốc độ vòng tua là 4.100 vòng một phút. Sức mạnh động cơ được truyền đến bánh xe bởi hộp số tự động 6 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian chưa đến 6 giây. Cadillac Escalade Premium có mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 12 lít trên 100 km đường trường và 15 lít trên 100 km đường thành phố. Hiện chiếc xe này được bán tại showroom HTC Auto Hà Nội với mức giá là 5 tỷ 550 triệu đồng.